người đàn ông này mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, trong nhà phải sạch sẽ không có mùi lạ. Quần áo mặc thường ngày đều cố định, đúng từng giờ từng phút mới ra ngoài. Trên đường đi anh ta đi rồi lại dưng vô cùng kỳ lạ. Nhưng anh ta cũng hay giúp đỡ người khác, giúp người qua đường nhặt đồ họ đánh rơi lên. Có điều sau đó sẽ lập tức khử độc. Cuối cùng anh ta đi về phía một khi nhà giàu có. Giám đốc tiêu thụ đã đợi khá lâu. Ai ngờ sau khi vánh xăng đi vào trong, trực tiếp một dao đâm vào người cô ta. Cô giám đốc bỗng trợn to mắt, che vết thương lại nằm lên ghế sofa. Mà vanh xăng lại tò mò quan sát toàn bộ quá trình tử vong, gửi quá trình gây án mình quay lại cho cảnh sát. Hôm nay sẽ kể cho mọi người một vụ án giết người được quay lại làm chấn động cả nước Mỹ. Sau khi FBI nhận được Vi thì mau chóng mở cuộc họp gấp. Không tra được nguồn gốc Vi, chỉ có hình ảnh chứ không có âm thanh. Không có cách nào phân biệt hung thủ, đến cái gương duy nhất cũng bị che đi. Jessica rất không hiểu nổi hành động gửi Vi này của hung thủ. Emily cho rằng đây là đang trào phúng, tỏ ra cho cảnh sát xem mình thông minh cỡ nào. Có điều căn cứ vào manh mối mà người bị hại cung cấp trong Vi là một người đàn ông da trắng khoảng 30 tuổi, đeo kính. Lúc này, Emily phát hiện ở chiếc TV trong hình ảnh, không ngờ còn đang chiếu một vụ hung án khác. Vì thế, bên cảnh sát có lý do nghi ngờ đây là một tên sát thủ liên hoàn. Mà quỷ dị hơn nữa là trong đoạn cuối của Vi, hung thủ lại ghi chữ cứu tôi trên bức tường, sau khi giết người lại ngang nhiên cầu cứu. Thực sự là không hiểu nổi, nhóm cảnh sát ngồi máy bay đến nơi xảy ra vụ án. Sát thủ liên hoàn cầu cứu. Rossi cho rằng hắn ta có sự mâu thuẫn tâm lý, muốn dừng tay lại nhưng giống như nghiện rượu vậy, không thể dừng lại được. Hà để Jessica điều tra những vụ án tương tự ở những thành phố xung quanh trong vòng 10 năm trở lại đây. Sau khi điều tra phát hiện ra tận 22 vụ án, sau đó mọi người đến cục cảnh sát ở đó. Jessica xem đi xem lại một vụ án khác trong Vi đó. Cô phán đoán rằng đây có thể là vụ án từ 20 năm trước. Người quay lại trốn trong tối rồi ghi lại tất cả, nhưng người đó không dám ra ngoài. Lúc này, Yude phát hiện ngày tháng hung thủ có mặt tại hiện trường, khoanh vào ngày 29. Điều này nghĩa là gì? Nhưng ngày mai chính là ngày 29. Với thời gian còn lại cho mọi người không nhiều nữa, mấy người khác đến hiện trường vụ án. Morgan và Emily tái hiện lại vụ án. Morgan đoán rằng người bị hại không phản kháng. Có lẽ hung thủ đã giấu máy quay đi. Và theo như độ cao trong Vi thì chỉ có thể là cặp kính. Cô gái tóc vàng bên khác để nhân viên cảnh sát viết lại tội phạm, đưa đến cửa tiệm máy quay phim. Sau đó mọi người phân tích những vụ án tương tự xuất hiện trong mấy năm gần đây, phát hiện mỗi lần gây án của hung thủ đều cách nhau một năm. Hơn nữa giết nhiều người như thế mà vẫn không bị bắt. Sau đó tóc vàng thông báo cho bên truyền thông để nhắc nhở mọi người chú ý cảnh giác. Đổi cảnh, Vanh Sang đang ở nhà nghỉ ngơi, bỗng có tiếng chuông ngoài cửa do anh ta giật nảy mình. Nhìn qua lỗ kính nhỏ thì ra là đồng nghiệp nữ. Cô đến hỏi Vanh Sang chuyện liên quan đến công việc, nhưng không khó có thể nhìn ra cô gái này có hảo cảm với Vanh Sang. Nhưng Vanh Sang lại rất không kiên nhẫn, trực tiếp đuổi khách. Lúc đồng nghiệp chuẩn bị rời đi, trong TV chiếu đến đặc trưng của hung thủ cùng với hình ảnh nhân vật. Cô kinh sợ phát hiện đây không phải Vanh Sang sao, nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Cô rất thất vọng vì tỏ tình thất bại. Đúng lúc chuẩn bị rời đi, trong TV chiếu lên hình ảnh sát thủ liên hoàn. Cô kinh ngạc nhận ra đây không phải nam thân của mình hay sao, nhưng tất cả đều đã muộn. Vanh Sang đóng cửa sau đó đâm cô tới chết. Sáng ngày thứ hai, thi thể của cô gái bị phát hiện trên đường đi. Những đồ trên người đã bị lấy hết sạch, không cách nào xác nhận thân phận của cô. Nhưng Ha phát hiện tay của thi thể nắm trước ngực, bị xếp thành tư thế chữ thập. Điều này thể hiện sự hối lỗi của hung thủ. Có thể người bị hại là người thân cận của hắn ta. Tất cả dấu vết đều nói rõ đây là vụ giết người xung động. Ngày xảy ra vụ án là hôm qua. Điều này nói lên rằng hung thủ vẫn còn một mục tiêu phạm án nữa. Ha vội mở cuộc họp gấp, miêu tả rõ ràng hơn về hung thủ. Trừ vụ án này ra, tất cả người bị hại đều là phụ nữ khoảng 30 tuổi có tóc vàng kim. Liên tục trong 10 năm, hình ảnh của hắn ta vẫn bị ông chủ tiệm bán máy quay nhận ra, mua máy quay loại nhỏ trong tiệm, sau khi cải tạo liền lắp lên chiếc kính. Buộc hắn ta rất giỏi về quay chụp, có lẽ là làm một ngành nghề liên quan đến chúng. Sau đó Hà lấy bức hình tiêu chuẩn nhất của hung thủ ra. Hôm nay là ngày 29, hắn ta rất có khả năng sẽ hành động lần nữa. Lúc này vài người trong cục cảnh sát phát hiện, mùa xuân có thể là nguồn kích thích của hung thủ. Những vụ hung án xảy ra trong 10 năm gần đây, trong đó số người bị dùng dao đâm nhiều nhất là một người phụ nữ trên trong đống tuyết. Đây cũng là vụ án duy nhất có nhân chứng. Nhân chứng là con trai của người bị hại. Lúc này cậu con trai ấy đang ở trước cửa nhà tập trượt xe. Từ ánh mắt có thể thấy được tật về mắt của cậu bé. Bỗng nhiên Vanh Sang xuất hiện trước mặt cậu bé. Kỳ lạ là dường như cậu bé rất thân với Vanh Sang. Hai người không những vừa nói vừa cười, còn hẹn nhau buổi tối đi làm một chuyện lớn. Chuyện này làm cậu bé rất vui. Lúc này IDE trong cục cảnh sát rất nghi hoặc, vì sao hung thủ không giết chết nhân chứng duy nhất này. Sau đó để Rossi và Morgan đi tìm cậu bé. Dưới sự dò hỏi của cảnh sát, cậu bé đã nhớ lại thảm cảnh năm đó. Tuy cậu từ bé đã không nhìn được, nhưng thính giác và khứu giác của cậu bé rất tinh. Hôm xảy ra vụ án đó, cậu bé thực sự đã cảm giác được sự tồn tại của hung thủ.
hung thủ cũng nhìn thấy cậu nhưng lại không giết cậu, làm cho cậu bé rất ngạc nhiên. Hung thủ tại sao lại bỏ qua cho cậu bé? Ở bên khác, Vanh Sang gặp phải phiền phức rồi, anh ta bị đám côn đồ nhắm vào. Nhìn thấy anh ta thật thà nên hỏi đòi phí bảo hiểm. Ai ngờ Vanh Sang rút dao ra rồi đâm thẳng vào tên côn đồ. Trong lúc nguy cấp, tên côn đồ cũng bắn súng trúng vào anh ta. Anh ta chỉ có thể về nhà tự mình băng bó vết thương. Vì ước định của Rick và cậu bé kia vẫn chưa hoàn thành, bạn có biết người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế băng bó vết thương thế nào không? Người đàn ông này nắm bánh mì vào thành một nắm, nhét vào cầm máu, sau đó dùng màng bọc thực phẩm cuộn vào bụng. Tất cả trông vô cùng sạch sẽ, nhưng không có tác dụng. Máu vẫn không ngừng chảy ra ngoài. 10 phút trước anh ta giết chết một tên côn đồ, mà tên côn đồ cũng bắn anh ta một phát. Cảnh sát rất nhanh đã nhận được báo án. Theo miêu tả của nhân chứng, hung thủ rất có thể là sát thủ liên hoàn mà bọn họ đang tìm. Lúc đó Vanh Sang cúi đầu bước nhanh, giống như đang vội đi làm gì đó. Nghe đến đây, FBI nhận ra rằng 29 đúng vào sinh nhật của cậu bé nhân chứng kia. Không lẽ Vanh Sang muốn giết chết cậu bé? Vì thế lập tức quay đầu về nhà cậu bé. Lúc FBI đuổi tới thì cậu bé đã sớm rời khỏi nhà. Rosie dò hỏi mẹ nuôi có quen Vanh Sang không. Mẹ nuôi nói Vanh Sang là thầy phụ đạo của cậu bé, nhưng chỉ biết tên chứ không tra ra được thông tin. Jasija nhanh trí tìm lại người phụ nữ trong vi 20 năm trước. Mùa xuân 20 năm trước, một người chồng dùng dao đâm chết vợ của mình, mà hình ảnh hành hung của hắn ta bị cậu con trai trốn trong tủ quần áo quay lại. Nhưng sau khi xảy ra chuyện này, cậu con trai phải ngồi cùng với thi thể cả một ngày. Mà đứa trẻ đáng thương ấy chính là Vanh Sang. Từ có tinh thần sụp đổ, dựa vào việc không ngừng giết người để giảm bớt đau khổ, Jasija dựa vào tên đầy đủ của Vanh Sang để tra ra địa chỉ nhà anh. Hà dẫn đội đến kiểm tra những không có kết quả, chỉ nhìn thấy trên TV như đang chiếu lại một đoạn vi. Hà liên hệ với mẹ nuôi cậu bé nhân chứng, nơi cậu bé bình thường thích đi tới, nhưng cô cũng không biết. May là Morgan thông qua vòng xoay trên bàn phán đoán, có lẽ Vanh Sang đã đưa cậu bé tới nơi có vòng quay. Hà hạ lệnh lập tức hành động. Vanh Sang bên kia đang đưa cậu bé tới công viên. Cậu bé nói với Vanh Sang, FBI từng đến nhà cậu điều tra, người giết mẹ cậu năm đó đã quay lại. Cậu không hiểu tại sao người đó không giết luôn cả mình. Vanh Sang cố nhìn đau khổ nói, có thể trên người cháu có thứ gì đó có thể ngăn chặn hắn ta, khiến hắn nhận ra việc làm sai trái của mình. Sau đó hắn ta không thể và cũng không bao giờ tổn thương đến cháu. Nhưng cậu bé lại nói cậu hy vọng tên sát thủ giết chết mình. Vanh Sang nghe xong chỉ trầm mặc nhìn cậu bé. Rất nhanh, hai người đến dưới vòng quay. Cậu bé cười rất vui vẻ, tuy không nhìn được nhưng đây là thứ cậu bé thích nhất. Lúc đi lên, Vanh Sang nhờ nhân viên đợi chút nữa để vòng quay dừng lại ở nơi cao nhất. Hai người dần đi đến nơi cao nhất, cậu bé luôn hỏi có thể nhìn được sao không. Vanh Sang nói có hàng nghìn hàng vạn ngôi sao, đưa tay ra là có thể với tới. Bỗng nhiên Vanh Sang kéo cậu bé lại gần, và sau đó ngả người về phía cậu bé rồi nói, còn nhớ cháu từng nói mong hung thủ giết cả mình không? Lúc này cảnh sát cũng đuổi đến hiện trường, bao vây toàn bộ vòng quay. Vanh Sang biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, liền ôm lấy cậu bé và nói, cháu mãi mãi không thể có ý nghĩ đi chết. Chú cũng từng phải nhìn mẹ mình chết đi, sau đó làm chuyện đáng sợ giống như cha của mình. Cậu bé không hiểu Vanh Sang đang nói gì. Vanh Sang nói có thể sau này cậu bé sẽ nghe được rất nhiều chuyện xấu về anh, nhưng cháu vĩnh viễn không được từ bỏ sinh mạng, bởi vì cháu không giống những người khác. Và cháu là đôi mắt của chú, để chú nhìn rõ bóng tối của thế giới này. Và cậu bé hỏi chúng ta có thể ngồi vòng quay với nhau lần nữa không? Nhưng Vanh Sang không làm được nữa rồi. Cầu xin sau khi cậu bé tha thứ cho mình thì hãy mãi mãi nhắm mắt lại. Vòng quay cũng dần đi xuống, Morgan tiến lên ôm cậu bé đi, còn Vanh Sang thì dựa vào ghế. Anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu bé cuối cùng cũng hiểu ra, hung thủ giết hại mẹ mình chính là Vanh Sang. Nước mắt cậu bé không ngừng tuôn ra, không biết là đang khóc vì ai. Câu chuyện tới đây là kết thúc rồi. Cho dù lúc này có đen tối đến bao nhiêu, thì tình yêu và hy vọng vẫn luôn ở phía trước. Sau khi Vanh Sang tận mắt chứng kiến mẹ mình chết, tinh thần anh không ngừng bị sụp đổ, cho đến khi gặp được cậu bé. Một đứa bé không nhìn thấy gì, cảm nhận được nguy hiểm vẫn muốn bảo vệ mẹ. Nhưng Vanh Sang lại không làm vậy, càng không vạch trần tội ác của cha mình. Hai người có những trải nghiệm giống nhau, nhưng lại thể hiện ra những cuộc đời khác nhau. Cuộc sống như thế là do bản thân chúng ta quyết định. Ấn liên kết phía dưới để xem thử chỉ số bóng đen trong lòng bạn. Tôi là Đông Ca, kỳ sau chúng ta gặp lại.